chúng ta học phật vì sao không khai ngộ vì sao không được nhất tâm vì sao tham thiền không thể kiến tánh khoan nói đến kiến tánh thậm chí ngay cả thiền định cũng không đạt được nguyên nhân là có ma chướng vì ma chướng đã chướng ngại chúng ta khiến chúng ta niệm phật không khai ngộ tham thiền không kiến tánh mọi người sẽ hỏi vậy vì là ma những ma chứng nào làm chướng ngại chúng ta kinh bắc đại nhân giác nói với chúng ta ma được chia thành bốn loại tiếp theo tôi xin giới thiệu đơn giản về bốn loại ma chứng cho chư vị đồng tu loại ma chứng thứ nhất là ngủ ấm ma thế nào là ngủ ấm ma chính là thân tâm của chính chúng ta. Ngụ ấm chính là thân tâm của chúng ta. Tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Do chúng duyên hòa hợp tạo thành nhục thân này của chúng ta. Thọ tưởng hành thức là vọng tâm của chúng ta. Không phải chân tâm. Chúng ta một ngày từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung. Đó chính là ma cảnh có bao nhiêu người có thể nhận thức được thân tâm này chính là ma chứng? Chúng ta không nhận thức được như vậy. Chúng ta xem thân này, xem thân do tứ đại giả hợp này là vật quý báu. Hết mực quan tâm, yêu thương, bảo vệ thân tâm. Mỗi ngày nghĩ cách làm thế nào để bảo dưỡng vọng tưởng trường sanh bất lão do đó đủ loại thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cũng từ đó mà sinh ra. Còn có đủ loại danh mục dụng cụ bảo vệ sức khỏe dần dần. Tôi nói đoạn này, tôi biết mình chắc chắn sẽ bị mắng, đắc tội với người, đúng không? Người ta sẽ nói đâu ra bà lão nói lung tung như vậy, chúng tôi bán những mặt hàng này cho ai? Tôi không ảnh hưởng việc buôn bán của quý vị, nhưng tôi phải giảng rõ cho đồng tu của tôi. Bởi vì tôi biết rất nhiều đồng tu lớn tuổi, những lão Bồ Tát bên cạnh tôi, về khu nhiều năm rồi, đã 70-80 tuổi, tiền lương của họ không cao. Dù tiền lương hưu ít ỏi, nhưng bao năm qua, họ đều mua sản phẩm dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ sức khỏe, và còn những thứ gọi là thuốc nữa, những lão bồ tát này thật sự khổ không nói nên lời, họ đều mê cả. Tôi có một đồng nghiệp lớn tuổi. Sau khi về hưu, ông mê những sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm và dụng cụ bảo vệ sức khỏe. Ông không những xem tivi mà còn có máy nghe phát thanh nhỏ. Từ đó, ông cũng có thể nghe nghe thấy có sản phẩm gì mới thì lập tức bảo bà xã hoặc con cái mua cho ông. Bởi vì lão huynh đó của tôi, ở cơ quan là cán bộ cấp trung, hết sức thông tình đạt lý, là một lão huynh rất hiệu lý lẽ. Kết quả, ông mê những thứ đó. Khiến vợ của ông và những người con không biết làm sao, khuyên thế nào cũng không được. Nếu không mua thì ông sẽ tức giận. Sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm bảo vệ sức khỏe đều mua về chất đóng có thứ cũng chưa hề động đến. Sau khi tôi đến thăm, thì vợ ông nói rằng, Cô Tố dân, hãy khuyên anh của cô đi. Chúng tôi ai nói ông ấy cũng không nghe. Sau đó tôi đã nói với ông ấy, anh là người thông tình đạt lý, vì sao lại mê những thứ đó? Hồi nãy hỏi tôi, Tổ vân à, những thứ này thực vô dụng sao? Tôi nói, nếu anh đã hỏi, thì tôi nói thật với anh là chúng vô dụng. Trước giờ tôi không dùng những thứ này. Ông ấy nói, Vậy được, sau này anh sẽ không mua nữa, là như vậy đó. Có con trai của một lão đồng tu nói với tôi, "Dì Lưu ơi, xin giúp con khuyên cha mẹ con, đừng mua nhiều sản phẩm dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe được không mà?" Anh ấy nói, "Chúng con là con cái không tiện nói, nói nhiều thành ra bất hiếu, nói ít thì cha mẹ không nghe." Sau đó tôi thật sự đã nói với hai ông bà, quả thật có hiệu quả. Ông ấy nói với tôi Đỗ Vân, hãy yên tâm. Từ nay trở đi, anh sẽ không mua những thứ này nữa. Đó là vì sao vậy? Chẳng phải cũng là vì thân thể này sao? Để thân tâm của chúng ta khỏe mạnh đó sao? Thực tế, dùng những thứ này không có tác dụng khiến thân tâm khỏe mạnh là bao. Tôi không thể một lời phủ định tất cả với mọi người. Chúng chẳng có tác dụng nào, nhưng thật sự tác dụng chẳng là bao. Cho nên sở dĩ tôi nói những điều này ở đây là để khuyên những lão đồng tu của tôi làm sao đối xử với thân thể của mình cho đúng. Quý vị vọng tưởng cầu trường sinh bất lão, liệu có được hay không? Hồ to vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế như thế, nhưng có hoàng đế nào vạn tuế đâu. Sanh tử là quy luật tự nhiên, là một loại luân hồi, phải vậy không? Quý vị hiểu rõ vấn đề này rồi, thì quý vị sẽ giải quyết được nó không phải tôi bảo mọi người không được ái hộ thân thể này mà quý vị yêu thương giữ gìn thế nào cho đúng quý vị không được chà đạp thân thể này bởi vì chúng ta vẫn phải mượn giả để tu chân phải ái hộ thân thể nhưng dùng cách nào ái hộ việc này phải hiểu cho rõ ràng cho nên các vị lão bồ tát xin hãy nghe lời khuyên không nên mê mãi chẳng giác ngộ. Nhất định không được nghe gạt, chẳng nghe khuyên. Đây là loại ma thứ nhất, ngủ ấm ma. Loại thứ hai là phiền não ma. Mọi người chúng ta đều đích thân cảm thấy phiền não của chúng ta là quá nhiều, quá nhiều. Phiền não là tham sân si mạng thân kiến biên kiến kiến thủ kiến giới thủ kiến kiến tư phiền não chính là ma cho nên ma ở đâu ma không ở bên ngoài mà ở trong thân chúng ta ma vương là ai trước tiên phải nhận rõ ma vương ma vương là tham sân si chúng ta hay gọi là tham sân si ba loại này là ma vương chúng ta mỗi ngày đều ở chung với ma vương vĩnh viễn không thoát được bàn tay của ma nếu quý vị không buông xuống không nhìn thấu thì ba loại ma vương này vĩnh viễn sẽ theo bên cạnh quý vị chúng sẽ không rời khỏi quý vị vì chúng không rời khỏi quý vị nên quý vị không thoát khỏi bàn tay của ma đây là loại ma thứ hai loại ma thứ ba là tử ma ai ai cũng đều phải trải qua tôi đã thấy rất nhiều người sắp giảng sanh đều sợ chết nhưng ai cũng phải qua cửa ải này nếu quý vị học phật học rõ rồi người học phật không có sanh tử mà đó là một quá trình chuyển đổi. Nếu quý vị không học Phật, không hiểu rõ đạo lý này, thì quý vị sẽ chấp chặt vào này là sanh, kia là tử. Đối với cái chết tất nhiên sẽ khủng khiếp, sợ hãi. Tu hành công phu chưa thành tựu mà thọ mạng hết rồi. Việc này chẳng phải dùng ý chí của quý vị là có thể chuyển đổi được đâu. Dù nói tôi không muốn chết, nhưng khi thọ mạng hết, thì quý vị cũng phải đi không đi cũng phải đi quý vị không thể làm khác được đây là đại chướng ngại cho nên tử ma là đại chướng ngại của người tu hành chúng ta cũng là đại chướng ngại của việc chúng ta thành phật ba loại ma phía trên ngũ ấm ma phiền não ma tử ma ba loại này thuộc về bản thân chúng ta còn có loại thứ tư là thiên ma thiên ma là chỉ cho hoàn cảnh chướng đạo bên ngoài thích ca mâu ni phật khi thị hiện hàng ma là thiên nhân thị hiện đến dụ hoặc ngài khi quý vị thật sự muốn thoát ly tam giới thì thiên ma sẽ đến dụ hoặc quý vị Hiện nay chúng ta nói, không cần đến thiên ma, mà ma người cũng đủ rồi. Có phải vậy không? Ma người mà chúng ta chưa đột phá được, đừng nói đến thiên ma. Người thế gian, mỗi ngày nghĩ đủ mọi cách dụ hoặc quý vị. Còn cần đến thiên ma làm gì nữa? Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Có thứ nào không đang dụ hoặc quý vị chứ? Ví dụ như khi quý vị bước ra ngoài nhìn thế giới phồn hoa, nhìn thấy thứ này rất đẹp, còn muốn xem tiếp nữa. Thấy cô gái đẹp thì nhìn chăm chú. Có hiện tượng này không? Vậy quý vị bị dụ hoặc rồi. Ví dụ tai nghe âm nhạc, cảm thấy bà này rất hay, tiếp tục nghe, thì quý vị lại bị dụ hoặc rồi. Ví dụ thấy người khác ở nhà đẹp trong lòng quý vị rất hâm mộ, thậm chí không ít lần khởi chút đố kỵ, quý vị lại bị dụ hoặc rồi. Nhìn thấy con người ta học trường tốt, quý vị lại đố kỵ người ta, lại hâm mộ người ta. Về nhà trách con của mình, con xem con kìa, con không bằng ai đó ai đó, khiến cho trẻ nhỏ phiền não, mà người lớn cũng phiền não. Vậy chẳng phải quý vị lại bị dụ hoặc rồi sao? Cho nên nói, mà ở khắp mọi nơi hoàn cảnh xung quanh khắp nơi đều có ma Muốn tu hành có thành tựu quý vị không vượt qua được khảo nghiệm của ma thì quả thật sẽ rất khó phiền não bên trong không khắc chế được vụ hoặc của tài sắc danh lợi ở bên ngoài bốn đại ma vương này quý vị có năng lực rời xa được không bốn đại ma này nếu quý vị dính vào một thứ thì quý vị tiêu rồi bản thân chúng ta hãy kiểm nghiệm một chút tài sắc danh lợi quý vị có dính chút nào không cho nên tôi xin nhắc lại với các đồng tu và cư sĩ hộ pháp bên cạnh tôi nhất định phải xa lìa những thứ này chúng là đại ma chướng ngài quý vị thành phật có thể hiện nay chúng ta khoan nói gì khác, chỉ nói đến tiền thôi. Thì có bao nhiêu người vượt qua được? Giận có rất nhiều người yêu tiền. Chúng tôi không nói thích tiền là không tốt. Tiền có cần hay không? Cần. Quý vị phải sống, phải trang trải cuộc sống, nên không thể thiếu tiền được. Thế nhưng chúng ta không được tham. Không được tham, không biết chán. Phía sau tài là sắc, danh và lợi. Sự dụ hoặc nào cũng rất khó thoát khỏi. Phải xem định lực và huệ lực của quý vị rốt cuộc đã đến trình độ nào. Cho nên, tôi nói với đồng tu, bốn loại ma này, chúng ta nhất định không được dính vào một thứ nào. Dính vào một chút là quý vị tiêu ngay. Tôi xin nói lại câu này, quý vị sẽ tiêu ngay. Cho nên, quý vị đồng tu nhất định phải đề cao cảnh giác bất luận là chúng xuất gia hay chúng tại gia cũng phải đề cao cảnh giác nếu mục tiêu của quý vị là cầu sanh thế giới tây phương cực lạc thì bốn loại ma này quý vị tuyệt đối không được thân cận nhất định phải lìa xa dùng gì để xa lìa chúng chúng ta phải dùng giới định huệ tam vô lậu học hàng phục các ma chướng tham sân si mạng nghi dùng giới định huệ để hàng phục những ma chướng này tiếp theo xem trữ công đức trữ là tích trữ công đức này rất khó tích trữ nhà phật thường nói lửa thiêu rừng công đức Nghĩa là công đức giống như một khu rừng. Trồng lên rất khó khăn, nhưng thiêu rụi thì rất dễ dàng. Một ngọn lửa là thiêu sạch hết. Đồng tu chúng ta có thể đều cảm nhận như thế. Vì sao Lão Pháp Sư lại nhắc nhở chúng ta? Nhất định không được để lửa thiêu rừng công đức. Bởi vì quý vị đã vất giả, tích lũy những công đức đó. Nhưng tức giận một lần, nổi giận một lần thì tất cả công đức đều bị đốt hết, đều biến thành số không. Quý vị phải làm lại từ đầu. Tiếp tục tích chứa đến một mức nào đó, quý vị lại nổi nóng một lần. Rừng công đức lại bị thiêu rụi. Đến sau cùng, có thể rừng công đức của quý vị chẳng còn chút nào, chỉ còn con số không. Quý vị học Phật nửa đời, một đời chẳng phải là uổng phí sao? Từ ý nghĩa này mà nói, ý nghĩa chân thật của công đức trữ công đức là muốn chúng ta đoạn trừ sân khỏe đoạn tham tu bố thí trì giới là tu công đức nhẫn nhục tinh tấn thiền định có thể giữ gìn công đức hai câu sau rất quan trọng tôi xin nói lại lần nữa đoạn tham tu bố thí trì giới là tu công đức nhẫn nhục tinh tấn thiền định có thể giữ gìn công đức nếu quý vị tu công đức mà quý vị không nhẫn nhục không tinh tấn quý vị không có thiền định thì công đức của quý vị sẽ mất không giữ gìn được phước điền là gì phước điền là bố thí là trì giới ở thế gian, người thế nào có phước? Người trì giới có phước. Theo cách nói dân gian, thì người tuân thủ pháp luật có phước, người chịu bố thí có phước. Thị phước điền là trước khi tu huệ phải tu phước. Bắt đầu tu phước từ đâu? Bắt đầu tu từ tịnh nghiệp tam phước theo thứ tự này tu phước nhất định phải tu huệ vậy bắt đầu tu phước từ đâu bắt đầu tu từ tịnh nghiệp tam phước mọi người đều rất quen thuộc tịnh nghiệp tam phước tôi xin nói lướt qua một chút để mọi người ôn tập lại một lần phước thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Phước thứ nhất là phước báo nhân thiên. Phước thứ hai là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Phước này là phước báo của nhị thừa A-la-hán và Bích-di Phật. Phước thứ ba là phát bồ đề tâm tinh sâu nhân quả độc tụng đại thừa quyến tấn hành giả đây là phước báo của bồ tát ba phước này có sự khác biệt thứ nhất là phước báo trời người phước thứ hai là phước báo của nhị thừa a la hán và bích chi phật phước thứ ba là phước báo của bồ tát